Sáng ngày 18 tháng 10, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu Việt Gáp liên kết hợp tác xã theo chuỗi tại một số tỉnh phía Bắc giai đoạn 2022-2024 tại thôn Tân Lập, xã Hoàng Hoa Thám. Tham dự có lãnh đạo Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, lãnh đạo xã Hoàng Hoa Thám cùng 9 hộ dân tham gia mô hình. Hiện toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 200 cơ sở chăn nuôi quy mô lớn có ứng dụng công nghệ tiên tiến, gần 30 cơ sở chăn nuôi áp dụng công nghệ tiên tiến. Tùy trọng, chăn nuôi công nghiệp trang trại đối với chăn nuôi gia cầm chiếm khoảng 55%, chăn nuôi lợn 45%, góp phần nâng sản lượng thịt và hiệu quả trong chăn nuôi. Tuy nhiên, sản lượng và giá trị sản xuất cũng như thu nhập của người chăn nuôi còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng nguyên nhân chủ yếu là do việc ứng dụng các tiến bộ vào sản xuất còn chậm và thiếu đồng bộ cùng với đó tiến bộ sản xuất được ứng dụng vào chưa nhiều dẫn đến sản xuất chưa hiệu quả bền vững dễ bị ảnh hưởng bởi tác động môi trường Căn cứ vào số lượng thống kê chăn nuôi gà lông bầu trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám nói chung và thôn Tân Lập nói riêng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2024, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, chọn ra 9 hộ gia đình thuộc thôn Tân Lập xã Hoàng Hoa Thám đủ các điều kiện tham gia mô hình. Có chuồng nuôi duy trì quy mô 1.000 con gà trở lên, 100% hộ chăn nuôi đáp ứng tiêu chí Việt Gáp trong chăn nuôi gà và tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Dự án đã hỗ trợ người dân về kỹ thuật chăn nuôi, một phần chi phí mua gà giống, thức ăn, thuốc thú y và chế phẩm sinh học. Do được chăm sóc, nuôi dưỡng phòng bệnh theo quy trình nên đàn gà của các hộ tham gia dự án đều tăng sức đề kháng, ít xảy ra dịch bệnh, phát triển đồng đều, tỷ lệ gà sống đạt 96,1%, khối lượng bình quân đạt 2,43 kg một con, chi phí thuốc thú y thấp hơn khoảng 10.000 đồng một con gà so với các hộ chăn nuôi truyền thống. Khối lượng bình quân của đàn gà 14 tuần tuổi là 1,9 kg một con, tiêu tốn 2,85 kg thức ăn trên 1 kg tăng trọng. Đánh giá chung cả mô hình thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch, hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn nuôi gà theo phương thức truyền thống, hình thức nuôi phù hợp với quy mô nông hộ và có tổ chức nhóm hộ liên kết hỗ trợ nhau sản xuất tiêu thụ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp hiện nay. Mô hình này sẽ được Trung tâm Khuyến Đông tỉnh phối hợp với địa phương tuyên truyền và khuyến cáo để mở rộng sản xuất trong thời gian tới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong dịp này, 9 hộ tham gia mô hình đã được cấp giấy chứng nhận chăn nuôi gà đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.